Số ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng kỷ lục trong những ngày qua tại Hà Nội khiến hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở quá tải. Những ngày gần đây, hàng trăm F0 phải xếp hàng chen chúc ở trạm y tế phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai chờ test nhanh, xin giấy xác nhận nhiễm COVID-19 để được hưởng trợ cấp ốm đau từ công ty và bảo hiểm xã hội. Nhiều người dân bức xúc vì việc này vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đã có nguy cơ cao mang mầm bệnh trong người, vừa gây mất an toàn cho cộng đồng. Ghi nhận sau của phóng viên chương trình vào sáng ngày hôm nay. Tôi đang có mặt tại trạm y tế phường Hoàng Liệt. Như các bạn có thể thấy, ở phía sau lưng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay rất đông người dân đến xếp hàng và đứng rất là gần nhau để thực hiện khai báo y tế và thực hiện test nhanh, khẳng định mình dương tính. Đặc biệt là công tác phân luồng đã không được diễn ra, người âm tính và người dương tính đang đứng cùng nhau và đáng nói người dân rất là bức xúc trước thực trạng này. Không phân luồng, F0 mới xét nghiệm dương tính và F0 đã âm tính hết thời hạn cách ly, đứng cạnh nhau, không đảm bảo khoảng cách. Càng về trưa, lượng người tới trạm y tế phường Hoàng Liệt càng đông. Phải xếp hàng dài chờ đợi lâu, thường phải từ 2 tiếng đồng hồ, khiến cả người vừa mới nhiễm lẫn người mới khỏi bệnh đều cảm thấy mệt mỏi. 8 rưỡi sáng này chị này, xét nghiệm xong rồi xếp hàng quay lại lột vào kia. Mình từ 8 rưỡi đến đây mà mình là người có nguy cơ cao như vậy mà cứ phải xếp hàng lại như thế này thì bệnh nó còn nặng thêm. Bên này thì còn là người âm tính khỏi bệnh rồi, xếp hàng đứng cạnh ngay người bị dương tính này. Thì khả năng bên này bị nhiễm lại thì chắc là cao thôi. Hàng bên này là hàng khỏi bệnh rồi và ra để lấy quyết định là đã khỏi bệnh thì lại đứng cạnh các ông dương tính. Bất cập. Theo quy định của phường, F0 tự test nhanh dương tính tại nhà phải tự mang một bộ test nhanh khác ra trạm y tế để nhân viên y tế thực hiện test lại. Nếu dương tính thì mới được công nhận là F0. Trường hợp tự test PCR do cơ sở y tế thực hiện cần nộp kết quả lại cho trạm. Ngoài ra, những ngày này nhiều người phải xếp hàng chờ đợi để xin giấy xác nhận nhiễm COVID-19 và giấy xác nhận kết thúc thời gian cách ly y tế để được hưởng trợ cấp ốm đau từ công ty và bảo hiểm xã hội. Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai cho biết, hiện nay số ca mắc tăng cao, lực lượng y tế đang rất thiếu, trong khi trước đây các trường học chưa cho học sinh đi học trở lại, có thể tận dụng không gian rộng để thực hiện phân luồng. Nhưng giờ tất cả mọi việc lại dồn vào trạm y tế. Thời gian tới, quận này sẽ chỉ đạo các phường phân luồng để tránh tình trạng ùn ứ. Chúng tôi đang từng bước bố trí là nhiều địa điểm khác nhau ở trên phường. Mỗi một địa điểm thì chúng tôi sẽ phân loại ra người mà làm mới thì ở một địa điểm riêng, còn một người mà lấy mẫu để kết thúc cách ly thì ở một địa điểm riêng để tránh cái người mà đã kết thúc cách ly, mình gọi là đã khỏi, với những người ta đến để xác định xem có phải là F0 không. Hiện nay, việc công nhận là F0 theo quy định của Bộ Y tế thì do nhân viên y tế làm hoặc do người dân làm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc người dân đưa thông tin đến cho các nhân viên y tế bằng các phương tiện từ xa. Trong giai đoạn này, khi số ca mắc gia tăng, để hạn chế nguy cơ tập trung đông người, giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở, đã đến lúc cần xem xét việc xác định F0 bằng test nhanh nên giao cho các tổ COVID cộng đồng thực hiện. Có thể việc xác nhận việc dương tính khi làm test nhanh của người dân có thể là tổ COVID cộng đồng hoặc tổ dân phố có thể xác nhận được. Thì người dân có thể làm tại nhà và được xác nhận thì người dân sẽ hạn chế phải đến các điểm xét nghiệm tại mỗi phường. Dịch bệnh đang nóng hơn bao giờ hết, lúc này mọi người cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Vì thế các phường trên địa bàn Hà Nội lúc này cần nhanh chóng đưa ra phương án hợp lý để tránh việc người dân phải rồng rắn ra trạm y tế.